Phần 2 tập 24 lên sóng tối qua đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả với phân cảnh nam nhận bố ruột, nhưng ông Sinh Nhất quyết chối bỏ, đồng thời nghĩ ra một kịch bản khá hoàn hảo để nói dối về thân phận của mình. Tuy nhiên, Nam vẫn không chịu tin. Giữa lúc cảm xúc đang dâng lên cao trào, Nam bất ngờ quay ra giật tóc ông Sinh đòi đem đi xét nghiệm. Màn giật tóc quá bá đạo này khiến khán giả đang khóc có lẽ cũng phải bật cười. Sau khi tập phim lên sóng, thành viên ekip cũng đăng lại hình ảnh Nam giật tóc bố đẻ trong một bài viết về phim và cặp đôi nam nữ cũng vào tương tác nhiệt tình. Phương Oanh cho rằng tình huống này quả là vừa khóc vừa cười. Trong khi đó, Mạnh Trường tỏ ra lo lắng cho nhân vật của mình. Anh sợ rằng xác cũng sẽ bị giật tóc y như bố Sinh nếu một ngày Nam phát hiện ra kết quả ADN bị nhầm. Chẳng những vậy, anh chàng còn gọi bố Sinh là bố beautiful khiến ai nấy cười ngất. Xem xong tập này, nhiều khán giả dự đoán ông Sinh đã có thỏa thuận ngầm với con rể tương lai để tạm thời che giấu vụ huyết thống. Có lẽ ông Sinh chỉ yêu cầu che giấu thêm một thời gian nữa, và hẳn ông đã có cách nói chuyện hợp tình hợp lý, buộc Long phải nghe theo. Mời các bạn tiếp tục xem phim. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.